Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái bài test nhiệt độ của cái cây đèn mới nhất của Brilliant T27 Atomic. Đây là một cây đèn sử dụng cái led osram 30302 mm cho cái khoảng cách chiếu lên tới là hơn 1 km và cái độ sáng nó rơi vào khoảng hơn 1000 lumen. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bài test này. Để thực hiện bài test thì mình sẽ có một cái phần mềm đo lúc để biết khi nào cái đèn này nó giảm độ sáng. Nhiệt độ phòng của mình bây giờ là 28.9 độ C. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật đèn. Bấm giờ. Bật phần mềm đo lúc. Đó, cái độ sáng bây giờ nó rơi vào khoảng 167 lux nha các bạn. Nhiệt độ ở trên đèn đang là 28 độ C. Phần này sẽ nóng hơn các bạn, đó nhiệt độ đang tăng các bạn. Để coi khoảng bao nhiêu lâu thì T27 Atomic sẽ giảm độ sáng. Sau 3 phút thì bắt đầu giảm độ sáng các bạn. Độ sáng bây giờ còn khoảng 122 lux, nó giảm khoảng đâu đó là 40 lux so với lại cái lúc bắt đầu mới bật. Nhiệt độ ở trên thân đèn đang là 38.7 độ C, gần 39 độ. Cái led osram này thì cái nhiệt độ nó cũng khá là cao các bạn. Cái phiên bản này thì cái công suất của nó lên tới là 18W cơ. Đó. Nên là cái thời gian turbo nó cũng giảm tương đối là nhanh, mặc dù cái đầu đèn cũng khá là to các bạn. Rồi vậy là đã được khoảng 10 phút sau khi đèn hạ sáng thì nó có dấu hiệu là không giảm nữa các bạn ạ. Đó, nhiệt độ tăng khá là chậm luôn. Và như các bạn thấy thì các cái điểm ở trên đèn này, nhiệt độ nó khá là đồng đều, chỉ cách nhau khoảng 4-5 độ thôi. Đó, thì chứng tỏ là cái khả năng tản nhiệt của T27 Atomic đã khá là tốt các bạn ạ. Nhiệt lượng nó tỏa đều trên thân đèn. Bởi vậy nên là cái khả năng sử dụng ở cái mức ánh sáng cao của T27 rất là ấn tượng. Thì cảm ơn các bạn, hy vọng qua cái clip này các bạn cũng sẽ lựa chọn được một cây đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Link và mã giảm giá thì mình luôn để ở phần mô tả của clip. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo.